home to my hometown, Cần Thơ City in the Mekong Delta. Vừa rồi là những lời giới thiệu rất dễ thương của một người phụ nữ mà Kỳ Hương tin chắc rằng khi gặp được cô, quý khán giả sẽ rất bất ngờ. Chương trình Cần Thơ hôm nay sẽ giới thiệu đến quý khán giả về người phụ nữ này. Đây là người phụ nữ mà tôi muốn giới thiệu cùng các bạn. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ có một buổi trò chuyện rất thú vị. Please tell me about your tourism program. I teach to the Lord King Market. Yeah, it's the noodle factory, 4 p.m. sunset. You see the sunset, kernel mango, after about 2 hours, 4 p.m., 6 p.m., come back. Quý khán giả thấy cô nói tiếng Anh có dễ thương không ạ? Đây là cô Lưu Mối, tên thường gọi là cô Ba Mối. Ở bến tàu du lịch Cần Thơ thì cô là người đã có rất là nhiều năm hoạt động. Với sự nhiệt tình cùng với khả năng ngoại ngữ khá cừ nên là sau những chuyến đưa khách đi tham quan, đặc biệt là khách quốc tế, thì cô Ba Mối đã có thêm rất là nhiều những người bạn trong và ngoài nước. Cả cuộc đời cô gần như gắn liền với dòng Cầm Thi thơ mộng. Khu vực Cồn Ấu là địa điểm cô rất thích và thường đưa du khách đến đây để ngắm mặt trời lặn. Cô ơi, ở Bến Ninh Kiều mình chạy có chút xíu mà thấy ở đây mát mẻ, thanh bình, dễ chịu quá hả cô? Dạ, khách rất là thích khi mình đi ngắm mặt trời mọc. Dạ. Và vào buổi chiều thì mình chở khách đi tham quan mặt trời lặn. Trước đây cô Ba Mối chèo đò đưa khách du lịch. Công việc này cũng đã giúp cho cô trang trải cuộc sống và gắn bó với cô hơn 30 năm. Cô ơi, hiện giờ thì công việc của mình có nhiều thay đổi không cô? Thì hồi đó cô đưa đò, bây giờ cô là bị khớp đó, cô lên bờ, cô vẫn là cũng là cái nghề đưa đò, cô vẫn khách cho mấy đứa con chạy. Con thấy đây là cô có ghi những cái giống như là cái từ vựng nè, giống như cái từ điển nhỏ nhỏ của cô. Ở đâu mà cô biết, đâu mà cô học tiếng Anh được? Cô mới thấy chương trình dạy tiếng Anh đàm thoại đó, cô đi học cô giáo là 3 tháng. Cái lúc mà cô đi học tiếng Anh đó, là lúc đó là cô bao nhiêu tuổi cô? Khoảng 40 tuổi. Lúc đó là con thấy mình lớn tuổi rồi nè, với lại là mình cũng ít tiếp xúc trong cái môi trường tiếng Anh á. Thì khi mà cô học vậy thì cô có khi nào cô nản không? Không, cô thích lắm. Cô nghèo cho nên cô chăm chú học để mà lo cho tương lai của mấy đứa con cô. Cô Ba có hai người con gái, một người giờ là chủ tàu du lịch, còn một người là giáo viên mầm non. Cuộc sống tuy ổn định hơn nhưng cô vẫn ra bến đều đặn mỗi ngày. Niềm vui của cô là được trò chuyện, giới thiệu, đưa du khách tham quan các điểm du lịch. Cô sử dụng tiếng Anh theo cách riêng của mình, một cách duyên dáng, và điều này cũng tạo được ấn tượng đẹp với khách quốc tế. I am boat driver. I have salmon boat. In Cần Thơ tour market, one market, Sakarang, Senudo factory, salmon canal. 3 hours. Oh, she's great. Yeah, her English is pretty good. It's easy to understand her and it was awesome. Yeah, she's awesome. I'm impressed that she knows English and two languages because we only know one. So that's always impressive. She's really nice. It's a little bit difficult because she's always a little accent. From the Asian type of English, but it's okay. We can speak English, but we speak another language in Belgium. But she speaks very well. I understand her completely. Bằng sự chân thành, bình dị và lòng nhiệt tình, cô Ba Mối đã tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, đặc biệt là khách quốc tế khi về với thành phố Cần Thơ. Chương trình Cần Thơ hôm nay sẽ còn giới thiệu những cái hay, cái đẹp về con người và vùng đất Tây Đô. Còn bây giờ, Kỳ Hương xin chào và hẹn gặp lại!